Mai Duyên Thai đến đây thì chúng cháu cũng xin phép uh, uh, chia sẻ giáo lý cùng với chú ở đôi điều ở trên cái dồ đá dựng này giống như đức thầy cho biết là tất cảnh thi dân tả một bài thì xin chú chia sẻ dùm đạo đức để cho bà con tu hành và nam mô a di đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật kính trình qua đức quang thượng đẳng đại thần chư quang cựu thần chi vị sơn thần chi vị năm non bảy núi trên ngọn núi cấm này cũng như là uh, các uh, trăm quan cựu thần uh, cho phép con và gia hộ con uh, được tâm trí sáng suốt nhớ giảng thầy của con để con có đôi lời uh, trao đổi cùng với với bà con xa gần mà bà con không có dịp được đi núi để ở nhà cũng được thấy được biết và được nghe vậy thì con chân thành kính ơn các ngài nam mô a di đà phật vừa qua thì quốc tạo cũng có gặp tôi và có đồng đạo bốt rồi các em cháu cùng đi với tất cả phái đoàn có các em ở hà nội cũng có mặt nơi đây rồi mấy em hà nội thì cái lòng là mến đạo mộ đạo mà từ hà nội mà đi máy bay vào trong này cũng xin với gia đình chồng con đi vô đây để mà tham quan cho biết cái cảnh thiên tạo của miền thất sơn bãi núi ở miền tây cũng tốn tiền rất nhiều mà các em cũng gắng cố gắng mà để đi vô trong này. Rồi chúng tôi ở trong này thì chúng tôi cũng có cái trách nhiệm và cái bổn phận để hướng dẫn và dìu dắt các em cháu đó đi theo cái tâm nguyện mà các em muốn. Chúng tôi thấy có cái bổn phận rất là xứng đáng mà mà mà, mà lặng nề. Vì thế cho nên hôm nay đó thì vào cái ngày sáng mùng 10 tháng 5 năm năm nhâm dần 2022. hai chúng tôi có diễn ở dồ Đá dựng ở trên ngọn núi Thiên Cấm Sơn. Thì hôm nay cũng muốn chia sẻ cùng với bà con xa gần cũng như các em cháu. Cũng đôi điều gì Phật pháp mà Đức Thầy đã chỉ dạy mà chúng tôi cũng học được cũng ít ỏi chúng tôi thấy mình cũng chưa có đủ cái khả năng để mà nói đạo nhưng mà xét thấy thì dầu ít dầu nhiều chúng tôi cũng nói lên đôi điều để chứng tỏ là chúng tôi là người tín đồ Phật giáo hòa hảo của đức thầy chúng tôi nếu như chúng ta không nói lên thì không không lẽ mà mình là người đạo mà mình không có cái cái ý nghĩa của đạo thì thấy nó cũng còn đang thiếu kém quá sự thật với bà con xa gần chúng tôi đây đó là tu hành một cái, cái cấp cách là cư sĩ ở tại gia mà nghĩa là học Phật tu nhân tự học tự tu chứ cũng không được qua cái trường lớp nào cũng như các anh em đồng đạo khác các anh em nào khác người ta có qua những cái trường lớp đạo vì thế mà người ta lời lẽ người ta nghe là trôi chảy người ta lưu lót rất là khéo léo còn tôi thì tôi chỉ học của thầy ở tại nhà rồi biết đâu nói đó không được như các anh em các đồng đạo khác thì quý vị khi xem cái clip này cũng vui lòng quan hỷ cho chúng tôi chúng tôi trước tiết trước tiên là chúng tôi cũng gửi lời thành thật cảm ơn quý vị dạ, gì, tròn, tròn, không tài, không ơn đi, kính thưa anh. À, quý à, bà con cô bác xa gần vào cái thời kỳ hạ nguyên này đó là đức tôn sư của chúng ta đó thấy gì hoàn cảnh khổ sở sắp đến cái khổ sở này đó là để cho nhân loại chúng sanh trả quả vào cái thời kỳ này rồi đức thầy vì cái lòng từ bi mà thương xót chúng sanh không nở ngồi yên ở ngôi vị hưởng quả bồ đề mà đức thầy phải trở xuống cái cõi hồng trần để dẫn dắt chúng sanh đi vào cái con đường đạo đức để cho chúng ta được vui tươi an nhiên nghĩa là cái cảnh giới tốt đẹp cái cảnh hạnh phúc cao quý mà của đức phật đã chỉ dạy cho rồi song song vào đó đức thầy cũng có nhắc nhở cho tín đồ ngài đó là phải có cái bổn phận và trách nhiệm để mà ráng tu trước chúng ta cứu vớt linh hồn chúng ta sau chúng ta cứu độ cho cửu quyền thất tổ ông bà quá dạng nhiều đời nhiều kiếp trước đây biết đâu ông bà chúng ta làm những chuyện sai lầm thời kỳ không có đạo hạnh mà làm những việc ác rồi sau khi thoát xuống bị đọa vào cái cảnh khổ mà bây giờ chúng ta có điều kiện tu hành để cứu vớt tổ tiên ông bà cha mẹ mà chúng ta bây giờ không chịu tu cứ lo ăn chơi rồi không nghĩ gì tới cái công ơn dưỡng dục sanh thành Mà chúng ta có cái thân xác này đây thì cũng nhờ ơn cử quyền sắc tổ ông bà Cha mẹ chúng ta chúng ta mới có chứ tự nhiên chúng ta đâu có Vì thế cho nên mà mỗi một chúng sanh đều ai cũng phải có một cái trách nhiệm hết á để tu hành để mà cứu vớt ông bà tổ tiên chúng ta mà đức thầy cũng thường nhắc nhở ráng tu đắc đạo cứu cự quyền thoát chốn mê đồ đến cảnh tiền ngọ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyền cái cơ quyền này là cái cơ quyền của đức thầy đó cái cơ là cái cơ trời mà cái quyền này đó là cái quyền bí sâu xa mà không thể nào chúng ta biết được mà chúng ta không học thì không nào biết được thấu đáo được vì thế cho nên chúng ta có bổn phận mà phải tu đó rồi có một đoạn đó là cái bài mà cho của ông cò tào hảo đó mà đức thầy cũng viết lên một đoạn chúng tôi cũng xin minh đọc lại ngày nào đất được lục thông vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời về cực lạc thành thời an dưỡng ấy là ngày ban thượng công tu nghĩa là cái ngày nào đó mà đắc đạo đó thì ngài đó cứu vớt được tổ tiên tới bảy đời đó hay hoặc giả là đức thầy cũng cho biết nhất nhân đắc đạo cửu quyền thăng vì thế cho nên mà bây giờ cái bổn phận bà con Chúng ta, cùng với chúng tôi là phải có cái bổn phận là phải tu Mà cái chữ tu đây đó Chúng tôi cũng xin tạm định nghĩa nó Không khó khăn gì hết Quý vị ơi Tu là trao sửa Xấu sửa ra tốt Dốt sửa ra thông Công queo sửa thành ngay thẳng Hư hèn sửa thành đúng đắn Đó là tu Chứ không có gì lạ hết trơn Nó hai cái nó đổi đối kỳ với nhau cái hiền và cái hung hai cái nó đối kỵ với nhau thì bây giờ trước kia mình hung thì giờ mình đổi lại là thành hiền đó rồi mình tu đi rồi tâm mình cũng vậy nghĩa là trước đây mình là tâm phạm rồi mình tu lần lần cái mình chuyển thành tâm phật đó bà con cô bác có thấy đó nghĩa là chuyển được hết nha cô bác nên nhớ cho kỹ dùm cho em cháu nha dạ con chỗ người ta hỏi gì nữa là chú sáu người ta nói ô nói như chú sáu vậy là dễ quá rồi người ta nói đại chừng nào tôi làm có tiền rồi tôi hả tu á chú sáu người ta hỏi gì đó, để làm cho nó có tiền nhiều đi hả tu bây giờ là tu nó quá dễ rồi bị chú mới nói đó dạ 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 thì uh, thôi uh, cũng để bút uh, cũng có cái yến ý, ý kiến là nghe uh, ai hỏi đó thì tôi cũng xin trả lời với cái gì hỏi này chị hỏi là làm chừng nào có tiền nhiều mới tu để mà ngồi đó có tiền để mà ăn mà tu thì cái đó là để đó nghĩ đó là phải rồi rồi bây giờ tôi hỏi ngược với cái vị mà hỏi tôi đây đó nếu như làm không tiền suốt đời chắc có lẽ không tu phải không <laughs> phải không à, nghĩa là tu á không có tốn tiền su tu không có tốn tiền tu mà có tốn tiền gì đâu mà không chừng con được lợi nữa nghe lợi nhiều cái mặt lợi lắm à bây giờ tôi tu đây đó thôi bây giờ kể ra một chút cho cái vị mà hỏi tôi đây đó à, cũng vui lòng quan hỷ ha bây giờ cái người tu đây đó là người ta không đánh bài không cờ bạc đó là nó lợi được cái mặt đó rồi đó đúng không à, để rồi người ta không uống rượu người ta không là xài phí xa qua là ta được lợi cái mặt đó rồi đó rồi người ta không là làm cái gì sai quấy với xã hội với là nhân loại có nhiều khi đó nghe cái cái người mà không tu đó nghe cái tai hại nó lớn lắm nghe cô bác nghĩa là cái tai hại cái người không tu đây đó người ta không có thể nào mà người ta tính trước được ví dụ như tôi nói thí dụ nghe xảy ra rồi cái người mà không tu đây đó tôi xin kể cái người không tu trước đi cái người không biết tu đây đó nghĩa là đi uống rượu cờ bạc làm những cái chuyện khác một cái đầu tiên là đã đã là là bị xa sức về tiền bạc đó là, là của mình rồi đó cái thứ hai có nhiều khi uống rượu vô rồi đây là cái chất kích thích đó nghe. nghĩa là ở hồi cái lúc không uống rượu người ta nói nặng mình một tiếng cái mình nhịn được nghe để Yeah. mà tới cái giờ phút uống rượu rồi đó nói nặng một chút xíu là chịu không nổi rồi sanh ra cái chuyện mà gây gỗ rồi đánh đập rồi có nhiều khi thậm chí tới sát nhân nữa cũng vì rượu không đó rồi khi mà sát nhân người ta lỡ có chết rồi thì ở tù ta lỡ có bị thương thì cũng phải lo cho người ta bệnh tình là nó tai hại vô cùng phải không rõ ràng hen cái tai hại trước mắt mà thậm chí như mấy em uống rượu vô rồi đó hiện nay nè uống rượu vô rồi cái chạy xe đi gây tai nạn mà mình đã là một người à, là gây tai nạn mà tìm cái người ta không uống rượu cái người là trung lương người ta bình thường mà rồi đi lũi qua đụng người ta ta đương chạy mình cũng chạy lũi qua đụng người ta tội nghiệp cho người ta quá nghe mấy em mấy em uống rượu á thì cái bổn phận mấy em rồi mà mấy em uống rượu còn tai hại cho người khác tai hại cho mình rồi mà mình cũng chưa muốn chịu nữa còn phải tai hại cho người khác. đây là nói kể sơ qua cái tai hại của người uống rượu. còn cái ích lợi của người ăn chay và tu hành đây đó, cái thứ nhất đây đó trước kia đó, ta không là uống rượu.ủa ta trước kia ta uống rượu mà gia đình á nghĩa là vợ con đồ có nhiều khi còn hơi là buồn bực đồ hen rồi đó là bà gia vợ ở bên kia kìa. mà ta nói uống rượu rồi cái gặp vợ cái thăm bà và vợ hoài lay quay lại quay mà nóng hơi cái là thăm bà và vợ nóng hơi cái thăm bà và vợ thấy không? làm cho vợ con buồn bã rồi làm cho vợ con bút xúc mà dòng cái nợ này cũng khó khó mà dứt lắm thấy không? đó rồi cái tới cái giờ nào mà là cái duyên nó mùi rồi Ở, nhận được cái giáo lý của đức phật đức thầy rồi cái hoài đầu hướng thiện quy tam bảo trần ơi rồi không có thăm bà và vợ rồi á, lo lắng cho gia đình cho vợ con rồi làm những điều tốt đẹp tạo gỡ nội cái gia đình nó con vợ tha nó nó thấy nó mến vô cùng ừ, cái câu mà chú nói thăm bà già vợ là ý nghĩa chữ DM đó đấy chú à, đúng chú à, đúng là à, à. mà uống rượu vô đi thăm bà già vợ ngộ nhà thăm hả à, cái không đi tới cái phải đi tới à, nói dạ. à, cái này mình nói cho nó hơi tránh dạ, chút dạ. đi đúng à, đúng đúng à. Dạ. vậy thì á, là cái người uống rượu đó đầu tiên là kể ra là cái cái ích lợi của cái người uống rượu một chút xíu đó rồi ở rồi tới sớm riền. À, trong nhà rồi á bây giờ tới sớm riền. Hồi trước đó, ai đau thì mặc ai. Ai đói thì mặc ai. Ai chết thì mặc ai. Thấy không? còn bây giờ đó đã biết tu rồi đó. Sau khi cái nghe người ta ở sớm này Đau cái giọt lại thăm ờ trời ơi, anh ba, anh hai, hai chị, ba chị hai. Bệnh sao vậy chị? Ờ, hỏi thăm lôm này kia rồi cái thấy người ta nghèo khổ không có tiền. Cái móc túi trời ơi thôi chị ơi chị đi mua thuốc kêu cháu nó đi mua thuốc đồ uống chứ bệnh gì sao mà để gì được khen đó rồi làm những cái chuyện là nhân từ để gây cái thiện cảm với mọi người đúng không cái người tu người ta lúc nào ta cũng thương tất cả mọi người hết ta muốn gây cái thiện cảm với tất cả mọi người hết chứ không muốn là người nào là ghét ta không muốn người nào là, 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 là không đồng ý người ta rồi còn nhiều cái chuyện khác dân dân và dân dân cái người tu là phải làm suốt cái chuyện phải hết đó như vậy bây giờ tôi chỉ kể qua một hai cái vấn đề nhỏ cho quý bà con xa gần nghe mà thôi về cái vấn đề cái tai hại của người uống rượu và cái lợi ích của người ăn chay và tu hành thôi bây giờ để chúng tôi xin tạm gác cái phần đó để trở lại cái tài là vấn đề tu hành đó như vậy thì bây giờ đó đức thầy đó đang khuyến khích và chủ trương cho tín đồ ngài phải bước vào đạo mà quy y tu hành để chi nghĩa là để tạo cái duyên lành với phật pháp để nuôi dưỡng cái linh hồn để sau này được trở lại đời tăng mà hưởng cái phước hạnh phúc của phật ban cho đó còn bây giờ như chúng ta không có lo thì sau này chúng ta phải chịu khổ mà cái khổ tới đây đó là không thể nào giấy bút nào tỏ hết đâu cô bác và bà con ơi cái khổ tới đây sau này không thể nào tỏ hết chúng tôi xin đơn giản đôi điều mà đức thầy đã đã mất bảo cho đó là một đó là dồn lừng trời lửa cháy liên miên tiêu điều sẵn vật điền viên thần thông biến hóa dưới miền trung ương rồi cái thứ hai kế đây đó là gì hổ lan ác thú muôn bày lớp bay lớp chạy sau này đa đoan ai mà ăn ở nghênh ngang đón đường nó bắt xé tan sát hồn cái thú này là cái thú ở trên trời đi xuống thành ra nó xé cái xác của người mình mà nó xé cái xác chết thì cái chuyện đó phải rồi mà còn cái hồn cũng phải chết nữa cô bác ơi mất hồn mất xác nữa cô bác đó nó khổ sở đó rồi là âm binh đó à, âm binh đó là dịch bệnh đó à, phiên bình bốn à, phía à, tứ gì kể sao cho hết chuyện đi ni sao này lớp thì thú ác dậy ở đầy lớp thì trên đâu tối ở ngày Chẳng thôi kẻ hung chừng đó làm mồi Cho bầy ác thú đền bồi tội xưa Bây giờ còn mãi lọc lừa Chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này hiền lành chừng đó sum dày quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi nghĩa là cái thời kỳ đó mà hết cái thời kỳ đó tới là thái bình thạnh trị vì thế cho nên nó vui vẻ lắm cô bác ơi cái vui vẻ của cái thế gian này đó nó không có cái giá trị gì đối với cái vui vẻ cái cảnh giới mà đức phật đã tạo cho chúng sanh hưởng đó rồi còn nhiều cái chuyện khác nữa cô bác đó, nhiều cái chuyện khác nữa là khổ sở đó nghĩa là lớp nào đó là ở trên ngân ngọn núi này nè mà đức thầy cũng cho biết đó Còn một cuộc chiếu manh dành xé Khắp hoàn cầu o rẽ một nơi dòm xem châu Ngọc chiều mây Sao đời không sớm tách rời cõi mê Để đến việc thảm thế, thế thảm Bắt phạm trần tường lãm hồ binh mấy lời chỉ bảo à đình nên rạng ghi chặt dạ long à đình được xem nghĩa là còn một cuộc chiếu manh dành xé tại sao mà cái chiếu manh mà người ta dành xé nó quý giá cái gì dạ thưa ngày nào đó mà cái núi cấm này đó mà nổ ra thì đền đài sẽ lộ lên mà đền đài lộ lên thì có cái cái cột cờ mà trên cái đầu cây cột cờ đó cái cột cờ bằng vàng nha quý bà con chứ không phải cái cây thường đó rồi sau khi mà cái cây cột cờ nổi lên đó nó có cái viên ngọc quý gọi là ngọc phổ lư ở trên cái đầu cột cờ đó nó chiếu ra sáng khắp năm châu thế giới đều thấy đều biết đều nghe hết. đó thấy hết thì thế giới nó nhìn vào cái miền nam nước việt tại sao mà có cái gì mà sáng một góc trời vậy nó máy bay máy bay vô là nó nhìn thấy rồi đó em vì cái lòng tham vọng của phàm phu này thấy nó không thể nào mà từ hồi đó giờ không bao giờ thấy được cái cả những vật quý trên đời này bây giờ nhìn thấy rồi cái lòng tham vọng nó nổi lên rồi giành giật với nhau đó gọi là còn một cuộc chiếu manh nó chiếu ra nó chiếu manh manh muốn ra hào quang nó chiếu ra chứ không phải cái chiếu của mình xài không phải chiếu mình nằm mà cái này nó chiếu đó Thành ra nghe là giành giật với nhau đó Rồi Đức Thầy cũng có nói đó Cùng nhau giành giật Máu đào tuôn rơi Giành giật rồi đánh với nhau không? Thành ra nghe là tới cái thời kỳ đó rồi đó Là nó giành giật nó đánh mà giặt nó đánh rồi Mình ở trong cái cảnh này mình chịu nổi không cô bác đó. Mưa bơm lửa đạn rồi đủ thứ đủ lớp mà cô bác có xem TV ở bên Orona đó cô bác biết rồi đó Cô bác nhìn thấy cái nhà của Orona, thành phố Orona. Bây giờ nó thành một đống đổ nát giống như là cái đống đá, đống cát dụng vậy thôi. Chứ chẳng có cái gì mà còn. Rồi thử hỏi cái con người mình đó. Nếu mình là cái người ở bên cái nước đó hiện nay mình nghĩ như thế nào đây? Hoàn cảnh đó rồi mình... Cái hoàn cảnh đó nó nó là mình rồi mình nghĩ sao? Đó là chỉ cho cô bác bà con chúng sanh nhìn thấy đây là cái cảnh báo cho cô bác thấy trước Chứ sau này nó bằng gấp bằng 10 lần cái trận của Urana nữa cô bác Chứ không phải là nó 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 vậy đâu Vì thế cho nên đó, mà Đức Thầy chúng ta đó bây giờ đang đang khuyến khích tín đồ Ngài Khuyến khích chúng sanh là phải tu Bây giờ chúng tôi xin tạm dừng cái phần lại đây à, Cái phần này lại đây để một giây lát chúng tôi trở lại cái phần mà thử coi coi có phải là tu mới có thể giải quyết được chuyện này cách đây 2560 mấy gần 70 năm trước lúc mà Đức Phật Tổ Thích Ca còn dân du thuyết giáo ở tại thế thì một hôm đó là Đức Phật dẫn một cái đoàn người đi như vậy đó trời chú sao xin miếng nước À, chúng tôi xin tạm dừng lại một chút đây bởi vì à, xe thì à, nhờ xăng à, tôi phải nhờ tí nước để thấm vọng thông cảm Và lớn tuổi ngày qua cũng bệnh đó bà con nhưng mà sao bữa nay sáng lại là nay mà tại sao mà lại là khỏe lại thấy có thể có thể nói chuyện ráng được chắc có lẽ chắc cái việc là làm rồi. của chú kháo đây của tôi đây chắc có lẽ chư Thần cũng ủng hộ cho tôi Dạ, cũng vì tình đồng đạo cho nên chú sáu mới hết lòng để cùng với quý vị chia sẻ qua cái giáo lý siêu thượng của đức thầy Rồi, chú sáu mình tiếp theo là... để trở lại nghĩa là cách đây hai ngàn mươi mấy 70 năm phật lịch thì lúc đó đức phật tổ thích ca Mũ Ni đang dân du thiết giáo ở Tại thế Thì lúc đó Đức Phật dẫn đi một đoàn người đi đó Tự nhiên Đức Phật thấy cái đống xương mà Đức Phật lợi lại cái đống xương Ở trong kinh có một đoạn kinh như thế này Chúng tôi xin minh đọc lại <laughs> Đau bán lộ đành răng mắt à thấy Núi sườn khô bò đây lâu đời thế tôn bèn bước đến nơi lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng đức ngã nan nổi lòng ái ngài chẳng hiểu sao phật lại đóng sương dội vàng xin Phật bài tường Thầy là từ phụ ba phương bốn loài Ai ai cũng kính nhường thầy dường ấy Cớ sao thầy đi lại đóng xương khôn Phật rằng trong các môn đồ người là đệ tử đứng đầu dài công. Nay người muốn biết đục trong mọi lẽ, nay vì người ta cạn kẻ phân bài, đông xương hỗn tạp đã lâu, ta xem trong đó biết đâu cốt hài hoặc cũng có ông bà cha mẹ hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh luân hồi sanh tử tử sanh lục căn hồi trước bây giờ còn đây người chịu khó xét soi cho kỹ phân làm hai bên nữ bên nam để cho phân biệt cốt phàm không còn lộn lạo nữ nam chất chồng nghĩa là đức phật á, thấy một cái đống xương rồi đức phật lại rồi đức phật biểu ông a nan đó ông phải phân ra cái đống xương này đó để mà cho nó phân biệt ra chứ để như vậy đau lòng thế tôn như vậy thì ông Anan ông không có biết được đó ông không biết cách làm sao mà phân rồi mới là nghĩa là hỏi lại Phật Phật nói Phật có dạy Anan nha này A Nan hãy nghe cho ngay rõ xương nữ nam phân biệt dễ vàng đàn ông xương trắng nặng quằn đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn người có biết cớ sao đen nhẹ xương đàn bà xanh đẻ mà ra Xanh còn bà đâu quyết ra bổn học tạm đâu sửa hòa nuôi con vì cớ ấy hao mòn thân xác sương đàn bà đen nhẹ hơn trai à nàng nói vì ai sao xúc động quá thương cảm xúc cảm xúc tại vì cái lòng xúc động quý vị ơi à, giống như chú sáu à, cũng có cái tâm Phật quá sâu đi rồi, thì chú sáu à, xúc động đọc nhớ cái là chú sáu à, nga cầm lòng không được quý vị cũng quan hệ cho chú sáu tại vì lúc này bữa nay chú sáu cũng à, rất là nhập tâm quý vị nhớ đoạn mẹ mình thấy không? nhớ mẹ. À nàng nghe nói bị ai xót thương cha mẹ công dài dưỡng à, nuôi. À, quý vị cũng thông cảm cho chúng tôi. Ở trong cái lúc mà chúng tôi đọc lại kinh Phật có đoạn thì chúng tôi cũng hơi xúc động nhiều. Thì thôi có cái gì thì bà con muốn quan hệ và thông cảm cho tôi tôi thành thật cảm ơn. thì bây giờ để tiếp theo thì trong cái lúc mà đức phật là thiết một cái chàng pháp rồi đó thì tất cả mọi người cái người thì cha mẹ chết qua rồi không biết làm sao mà đền lại cái chữ hiếu. rồi cái người còn đây mà hồi đó giờ cũng không biết làm cái chữ hiếu. có người tức đó, lấy cây đập vào người có người ra ngoài đó ngồi ra ngoài, nắng phơi nắng có người đứng một giò ở ngoài trời chịu rồi có người treo giò treo tay trên nhánh cây như vậy đức phật nói các ngươi làm chứ vậy ví như có một người đó Cộng cha bên vai phải Cộng mẹ bên vai trái đi hết giáp cái hòn núi chu di này một trăm một ngàn kiếp cũng không bao giờ trả lại được đó. rồi hậu trường ta nói ủa tại sao mà làm như vậy mà không được ta mới lại dạ thưa bạch thế tôn như vậy làm sao trả hiếu được nhờ thế tôn dạy cho thì đức phật mới nói đó chỉ có tu mới trả chữ hiếu được mà thôi Nha. như vậy thì đức phật đức thầy mình đây đó đang chủ trương cho tín đồ ngài đó là phải tu đó thành ra bây giờ đó bà con cô bác xa gần Nghĩa là nhận xét những cái lời của Đức Phật mà chúng tôi đang minh đọc lại đây Để nghe cho kỹ rồi có thể mình Nghĩa là lập trường cho chắc chắn để rồi mình Bước vào cái đường đạo hạnh mà tu hành Để mà tạo cái duyên lành cho linh hồn Và tạo cái phước duyên cho tất cả mọi người Cùng cử quyền thất tổ ông bà quá giảng như vậy thì cái thời gian nói nãy giờ cũng hơi lâu Thì thôi chúng tôi tới đây thì chúng tôi cũng xin tạm dừng lại Cái phần nói chuyện hôm nay và gặp gỡ bà con cô bác xa gần Từ ở trong nước cũng như quý vị kiều bào ngoài nước thân yêu cũng quan hỷ Và trước khi dứt lời thì chúng tôi cũng đang ngồi ở trên cái ngọn núi Thiên Cấm Sơn ở vùng thất sơn bãi núi ở miền tây đất việt, chúng tôi cũng xin nguyện cầu mười phương chư Phật, Phật tổ, Phật thầy, trăm quan cựu thần chi vị sơn thần chi vị năm non bãi núi, các ngài cũng từ bi gia hộ cho tất cả nhân loại chúng sanh được hưởng phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật và gia hộ cho quý địa vị được dồi dào sức khỏe. Tinh tấn tu hành, Để sau này chúng ta, Được trở về giữ cái hội Long Hoa, Mà Đức Phật, Đức Thầy, Đức Dương Lạc, Sắp mở đến đây, Để, Đức Tôn Sư chúng ta, Định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình, Cho dạng quốc chư bang, Vậy thì chúng tôi, Dứt lời, Chúng tôi xin cầu chúc quý vị, Nhớ, ráng lo, Niệm Phật tu hành Nam Mô A Di Đà Phật nhẹ mình có cánh đồng bái về, lát một đăng, Và Nam Mô A Di Đà -phật.